GLMM.bet. Hệ thống chẵn lẻ Momo hoàn toàn tự động xanh chín. Top thắng tuần và to. Thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em con game là Hải Tặc AFK nha. Con này đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Thì con này của bên phía game nhà giàu mở nha anh em. Thì hiện tại thì nó đang free cho mấy anh em cái tool. Cái tool là kim cương nè. Tool được kim cương nè. Tool được là kinh nghiệm tướng nè. Kinh nghiệm nhân vật nè. Nói chung là rất nhiều thứ để cho mấy anh em tool nha. Thì con này sẽ tool theo đó là tài khoản game nha anh em. Thì mấy anh em đăng ký tài khoản thì mấy anh em lấy cái tài khoản đó để tool nha anh em. Thì nó rất là đơn giản nè. Những cái con này thì nó quá quen thuộc đối với mấy anh em ha. Cho nên mấy anh em chỉ cần nhập cái tài khoản game vào. Xong rồi mấy anh em là chọn những cái phần mà mấy anh em tool thôi. Thì mấy anh em sẽ test số lượng ha. Thì mấy anh em dùng thử những cái số lượng của mấy anh em nha. Thì tool vào. Đó. Kinh nghiệm nè. Kim cương nè. Belly nè. Vàng nè ha. Các kiểu luôn. Thì mấy anh em có những cái tiền tệ xong đó, thì mấy anh em sẽ chia một tướng, ship đồ hình chơi thôi. Nó đơn giản, cái con này là đơn giản vậy thôi. Đó. Anh em nào là fan của One Piece á thì mấy anh em chơi con này nha. Con này thuộc dạng màn hình dọc nha anh em. Rồi thì ở đây á mấy anh em thấy mới có 51k kim cương ha, thì mình sẽ tuôn thử cho mấy anh em xem ha. Thì mình sẽ không có quay tuôn nha anh em. Tại vì con này tuôn nó rất là đơn giản luôn. Mấy anh em chỉ cần nhập cái mật khẩu của mấy anh em, nhập cái mật khẩu tool là 12456 là mật khẩu AD cho ha. Xong mấy anh em chọn server rồi xong hết thì chọn cái phần gửi mail rồi ha. Rồi xong cái mấy anh em chọn diamond rồi mấy anh em tool thôi. Đó. Rất là đơn giản đó, có kim cương rồi đó. 111k kim cương luôn. Đó thì mấy anh em có kim cương rồi. Xong rồi mấy anh em tool thêm là phần kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì mấy anh em có thể tuôn số lượng lớn lớn một tí để cho nó lên cấp ha. Thì ở đây mình tuôn lên được là cấp ba mấy nè. Đó thì tùy theo mấy anh em nha. Mấy anh em sẽ dùng thử những con số lượng của anh em nha. Rồi thì có rồi thì tuôn xu hạnh phúc. Xu hạnh phúc. Đó. Mình phiên mấy anh em là tuôn xu hạnh phúc thì tuôn vừa phải thôi mấy anh em. Mình test thử là 20.000. Test thử 20.000 xu hạnh phúc ha. Đó, mình test thử 20.000 xu hạnh phúc. Thì mình vào cái phần nạp nè. Thì mình vào cái những cái gói quà của xu hạnh phúc ha. Ở đây là 10.000 câu rồi nữa, mua thử nha anh em. Đó, ok nha anh em. Thì giờ mình còn được 10.000 coin nè. Đấy. Ở đây 20.000, 50.000 thì mấy anh em có thể test thử số lượng nha anh em. Tại vì cũng game nhà giàu mở mà cái con mà bữa hôm qua mình up á là Erola á. Thì cái con đó nó đang bị lỗi ngay chỗ xu hạnh phúc ha. Còn cái con này là ok nha anh em. Thì mình tuôn thử là 100k nha. Số lượng rất là thoải mái luôn nha anh em. Thì mình vừa tuôn thử 100k. Rồi ok luôn nha anh em. Còn 90k nè. Đó. Nói chung là con này là khá ổn nha anh em. Đó. Rất ok luôn. Thì mấy anh em có thể dùng cái xu hạnh phúc mấy anh em mua những cái quà ở đây ha. Bên đây cũng vậy. Cái gói này tới 100k nè anh em. Thì mình sẽ ra mình tuôn thêm 100k nữa. Nói chung thì mấy anh em tuôn vừa phải thôi. Mình test thử số lượng nha anh em. Đấy, ok ha. Đó, rất là ok luôn. Cái này là tới 200k nữa. 200k lận. Ở đây thì mua bằng kim cương ha. Rồi, ok nha anh em. Rồi thì cái con này free cho mấy anh em như thế thôi nha. Thì mấy anh em có thể sử dụng cái tool mấy anh em tool vào nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.